Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Úm Ba La Ra Chữ Gì. Thưa quý vị, chương trình Úm Ba La Ra Chữ Gì do Đài Truyền Việt Nam thực hiện và phát sóng hàng tuần lúc 12 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Và ngay bây giờ, Đài Nghĩa xin mời quý vị khán giả chúng ta gặp gỡ với hai đội chơi của ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Xin chào các em. Dạ, xin chào anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho khán giả được biết nha. Dạ, xin chào các quý khán giả, em là Võ Hoàng Bách, em là đang là diễn viên ạ. Hoàng Bách là diễn viên. Đây, gương mặt này quen thuộc quá rồi. Dạ, lời nói đầu tiên cho Lê Vũ Đạt xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Úm Ba La Ra Chữ Gì. Dạ. Vũ Đa là một gương mặt diễn viên cũng rất là quen thuộc với khán giả truyền hình trong nhiều năm nay rồi. Nhưng dạ, mà hình như lần đầu tiên em với Bách là kết hợp với nhau, đúng dạ, không? Ừ. Hai anh em trước đó có biết nhau chưa? Dạ, em có thường coi những cái video clip ở trên mạng social của bạn Bách nè. Rất là hay, rất là dễ thương. Dạ. Đó, hôm nay lần đầu tiên gặp thì thấy đẹp trai sáng láng nha. Đẹp hơn trên hình phải không? Đúng vậy. Còn Bách thì sao? Em biết dạ, Vũ Đa chưa hả? Dạ, biết Vũ Đa khá là nhiều. Dạ, em biết từ lúc em đi học rồi. Dạ. Thì em thích cái năng lượng tích cực của anh Vũ Đa. Và hôm nay rất là may mắn khi được chung đội với anh Vũ Đa. Như vậy là lần đầu tiên hai anh em kết hợp với nhau. Và mong rằng hai anh em sẽ mang lại thật nhiều niềm vui cũng như là tiền thưởng về cho mình nhé. Dạ. Chúng ta sẽ làm quen với hai trai đẹp bên đây. Trời ơi, vừa đẹp mà còn vừa cao lòng lộng vậy nữa. Em xin chào tất cả quý khán giả. Em chào anh Đại Nghĩa cũng như ba anh cùng chơi. Em tên là Đông Ân, nghệ danh em là Minzy. Hôm nay là lần đầu tiên em đến đây và tham gia chương trình Úm Ba La Ra Chữ Gì. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Song Duy, hiện tại em là một diễn viên mà người mẫu ảnh à. Người mẫu ảnh và là diễn viên. Còn Minzy, em là ca sĩ hay là diễn viên? Em là ca sĩ người mẫu à. Vậy là cũng giống với Song Duy ha. Hai anh em chắc có lẽ là cũng lần đầu tiên kết hợp với nhau hả? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên tụi em gặp nhau luôn anh. À, thôi thì mình sẽ có thêm những người bạn mới từ chương trình. Dạ và vâng. Biết đâu sau đó mình sẽ có một cái tình bạn đẹp, tình bạn thân thì sao? Và dạ, quan trọng là nếu như chúng ta có sự kết hợp ăn ý, mình có nhiều niềm vui nè. Mình sẽ có rất là nhiều những kiến thức từ chương trình mang đến cho chúng ta và đặc biệt là số tiền thưởng cũng rất hấp dẫn nha. Wow. Đội nhà mình tên gì? Đội chúng em tên là Trước Lạ Sau Quen. Thế còn đội mình giờ nghĩ ra cái tên chưa? Dạ rồi, đội của tụi em là Quen Rồi Thì Sao. Ủa xử lý ta dữ vậy. Em ơi, em đang hình ảnh trai đẹp mà thư sinh thì kia hiền lành lắm luôn á. Quen rồi thì sao? Thì sao em? Thì sao? Thì chơi rồi mới biết. Thì chơi rồi mới biết, đúng không? Dạ. Trước là sau quen, quen rồi thì sao? Phải chơi đi, đúng không? Chơi xong mình kết hợp với nhau ăn ý mình thân luôn. Dạ. Đó, còn lỡ như chơi không ăn ý thì sao? Thì thôi. Thôi, anh không mong tới cái điều đó nha. Dạ. Mong là các bạn sẽ có nhiều kỷ niệm thật vui cùng với nhau trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ, mời hai đội về vị trí của mình. Dạ. Quý vị, chúng ta đang đến với vòng thi đầu tiên mang tên thử thách. Vòng 1 thử thách, hai đội chơi cùng đi tìm một từ khóa chính được gợi ý bằng 10 câu hỏi phụ. Đội chơi nhấn chuông giành quyền trả lời. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 30 giây. Nếu đúng sẽ được mở ra một ký tự của từ khóa chính. Nếu sai, quyền trả lời sẽ thuộc về đội còn lại. Hết 10 câu hỏi phụ, hai đội chơi giành quyền trả lời từ khóa chính. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 5 triệu đồng. Và vòng thi này chúng tôi có một từ khóa gồm có 10 ký tự. Gợi ý 1. Một loại trang phục truyền thống. Và anh sẽ có thêm những câu hỏi phụ. Nếu như các em trả lời đúng, mình sẽ được lật mở những câu ký tự này. Sau đó mình sẽ liên kết lại để mình đoán cái từ khóa này nha. Câu hỏi phụ số 1. Mời các em xem hình. Đó là cây cỏ may mắn á. Câu hỏi: người đàn ông Nhật Bản đã trồng được cây cỏ may mắn có bao nhiêu lá? A 42 lá, B 57 lá, C 63 lá. Hết. Mời đội Trước Lạ Sau Quen. Đội của em chọn đáp án B, 57 lá. Nãy em có thấy số 57 nào trong cái hình đó không? Em có nhớ là em có thấy số 57. Không biết đúng không nữa. 57 là đáp án. Không chính xác. Đội quen rồi thì sao? Các bạn có cơ hội. Em nghĩ là 42.
A. Bách cũng đồng ý vậy hả? Dạ, em đồng ý với đồng đội của em. Nãy mình có thấy số 42 không? Dạ, không. Em thấy nó cũng ít ít, nó không đến nổi mà 63 hoặc 57. Em nghĩ là nó vừa vừa 42 thôi. 42 là ít nhất chứ vừa đâu. Ô dạ, lý là vừa đối với em. Trong ba cái đáp án đưa ra 42 là ít nhất á. Rồi, em chọn ít nhất 42. Đó chính là đáp án chính xác. Không chính xác. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 63 lá. Trời, 50% luôn. Như vậy là chúng ta với câu hỏi đầu tiên này thì mình chưa trả lời đúng. Mình không được lật cái ô ký tự ra. Chúng ta đến với câu hỏi phụ số 2. Sóng 3G tại Việt Nam dự kiến sẽ tắt từ thời gian nào? A. Tháng 3 năm 2028. B. Tháng 6 năm 2028. C. Tháng 9 năm 2028. Hết. Mời đội, quen rồi thì sao? Dạ, câu án của em là tháng 6 2028 ạ. Em có dựa vào cái cơ sở nào để đưa ra cái sự lựa chọn này không? Dạ, hôm trước em có đọc báo nhưng em như phân vân giữa số 6 với số 9 mà em... Trời, số 6, số 9 nó lật ngang, lật ngược một cái thôi là nó khác hoàn toàn nha em. Nhớ kỹ lại coi. Nhưng em vẫn đinh ninh là tháng 6 2028. Tháng 6. Bú Đa đồng ý luôn hả? Dạ, thì cái này em không biết cho nên nhường cho bạn. Không biết nên dạ. Đứng cười thôi. Dạ. Đáp án B, tháng 6 2028 là đáp án. Sai. Trời ơi. Em xin lỗi anh. Sao không sao, khó mà. Nhưng mà cũng chưa chắc nha, cũng chưa chắc là số 9 nè. Dạ. Nhưng mà rồi, trước là sao quen. Chưa chắc nhưng em vẫn chọn đáp án C là tháng 9. Tại sao? Tại vì hồi nãy em có nghe bạn nhắc là giữa tháng 6 và tháng 9 thì tháng 6 sai rồi thì em chỉ còn tháng 9 thôi à. Mà chắc gì tôi nhớ đúng. Bây giờ chắc gì Bách nhớ đúng. Bây giờ em hên xui thôi. Cái sóng 3G tại Việt Nam á dự kiến sẽ tắt vào tháng 3 quá. Tắt sớm hay tắt càng sớm càng tốt. À tháng 3 đi, tắt sớm thì tắt muộn quá không được. Tháng 9. Trời ơi. Chúc mừng, đó là đáp án chính xác. Em xin lỗi nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Và bây giờ thì mời đội trước là sao quen, các bạn được chọn một ô để lật ra. Số mấy? Em chọn đi, số mấy? Em chọn số 8. Tiếp theo, câu hỏi phụ số 3. Các em có theo dõi đáp anh không? Dạ. Rồi, xong. Xong luôn. Vậy không coi. Ủa dạ? Tưởng nó trúng tủ em rồi chứ. Vậy là không coi. Bên đây Song Duy. Em ít coi lắm anh ơi. Không coi luôn rồi. Dạ vâng. Nhưng mà những giải đấu lớn có coi không? Em nghe bạn em nói thôi chứ em cũng không coi. Ví dụ như Euro vừa rồi thì sao? Dạ có. Có không? Dạ có. Trời ơi, rần rần khắp nơi mà không coi là uổng nha. Đội bóng nào vô địch Euro 2024? A. Đội tuyển Anh. B. Đội tuyển Pháp. C. Đội tuyển Tây Ban Nha. Hết. Xin mời, quen rồi thì sao? Bách đưa sơn chữ dày nè, em nghĩ C. Dạ đúng. C là đội tuyển Tây Ban Nha. Là do Bách gợi ý cho em á hả? Dạ, Bách gợi ý cho em. Bách, tại sao Bách không nói mà để cho em nói? Phải coi dạ, chừng. Nãy em xa nên em muốn chụp lỗi với anh ta. Có coi trận nào của Euro vừa rồi không? Em coi đúng trận chung kết. Trời ơi, vậy là tủ rồi. Đáp án C là đáp án chính xác. Yeah. Mời các em mở một ô ký tự nào. Em nghĩ là ký tự số 2. Số 2. Tiếp, mời các em xem hình ảnh. Thấy có cái chi tiết nào trên đó ngó hết đi. Đếm cái viên bi trên áo đó. Đó. Và bây giờ anh sẽ đọc cho các em nghe một cái câu hỏi nó không liên quan gì hết. Nữ diễn viên Lily Collins diện trang phục của nhà thiết kế nào xuất hiện trên poster phim Amelie in Paris? A. Nguyễn Công Trí. B. Đỗ Mạnh Cường. C. Hoàng Hải. Hết. Xin mời đội, trước lạ sau quen. Đội tụi em đoán là của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Tại sao em đoán là của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Vì Cường? Vì em thấy anh Đỗ Mạnh Cường ảnh hay gửi những bộ sưu tập ra thế giới cho những sao hạng A thế giới mặc anh. Em ơi, Nguyễn Công Trí là người vô địch vụ này luôn đó. Dạ. Yeah. Thôi bây giờ mình theo cái kinh nghiệm của mình đi anh. Theo cái quan sát của mình đi. Thôi em xin chúc B. Đội quen rồi thì sao? Nếu các bạn bấm chuông trước, các bạn sẽ chọn đáp án nào? Em sẽ chọn anh Nguyễn Công Trí. Đáp án B, Đỗ Mạnh Cường. Là đáp án chính xác.
Nếu như các bạn để ý á, sẽ thấy rằng những cái thiết kế của Đỗ Mạnh Cường á, thường lấy cái hai cái tông màu đen trắng làm chủ đạo. Yeah. Đó, và hay có những cái họa tiết là những cái bông hoa rất là lớn ở phía trước ngực như thế này. Thì trong cái hình mà chúng ta đã xem khi nãy, cái poster phim Emily in Paris, thì chúng ta thấy cái cô diễn viên Lily Collins diện cái bộ trang phục mang cái màu sắc rất đậm phong cách của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Yeah. Và bây giờ thì mời các em mở một ô ký tự. Đời tụi em chọn ô số 6 ạ. Số 6. Tiếp theo câu hỏi phụ số 5, mời các em xem hình. Nhìn này biết là gì không em? Nho á. Nho đâu có ai mà tháo rời rã năm cái nho để à, vậy. Năm nho hơi khô nhỉ. Đây là quả trứng. Trứng, trứng hả? Theo quan niệm của người Nhật Bản, khi ăn quả trứng đen Kurotamago sẽ có được điều gì? A. Kéo dài tuổi thọ. B. Được may mắn. C. Tìm thấy người bạn đời. Hết. Mời đội quen rồi thì sao? Được may mắn đúng không? Anh nghĩ may mắn. Đúng rồi, dạ. Em chọn đáp án B. Được may mắn. Được may mắn à. Khi mà nói về sự may mắn, người ta sẽ nghĩ đến những cái màu sắc sáng chứ, hoặc là những cái màu nó rực rỡ, ví dụ màu đỏ. Mà nhiều khi phong tục tập quán của nước Nhật như vậy rồi, thích màu đen. Dạ, em nghĩ như vậy, mọi nước có nó khác nhau. Đúng rồi. Các bạn chọn đáp án B, được may mắn. Dạ. Là đáp án không chính xác. Các chàng trai của đội Trước Lạ Sao Quen chọn đáp án nào? Em thì em nghĩ đáp án A, kéo dài tuổi thọ anh. Tại vì người Nhật thì hay muốn mình sống lâu hơn với con cháu á, nên em nghĩ đáp án là A đó anh. Bây giờ tụi em chọn đáp án A đi, kéo dài tuổi thọ, hên xui đi anh. Dạ vâng. Tôi. Dạ vâng. Và đây là đáp án chính xác rồi. Chưa chắc. Chưa chắc. Chính xác. Trời ơi, vậy những cái quả trứng này vốn dĩ là một cái quả trứng bình thường thôi. Người ta luộc bằng nước suối và lưu huỳnh trong nước suối này làm cho quả trứng nó có cái màu đen. Yeah. Mời các em lật ra một ô ký tự. Dạ, tụi em chọn ô số 4 á. Số 4. Và như vậy là chúng ta đã đi qua 5 câu hỏi đầu tiên ở vòng thi này. Bây giờ thì anh sẽ cung cấp thêm cho các em một dữ kiện nữa để các em có thể đoán từ khóa chính nha. Cũng là triều phục dành cho các bậc hậu phi, cung tần và công chúa thời Nguyễn. Chúng ta đi tiếp ha. Câu hỏi phụ số 6. Vận động viên Việt Nam nào đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng chuyền Kuziburu của Thổ Nhĩ Kỳ? A. Phạm Thị Kim Huệ. B. Bùi Thị Ngà. C. Trần Thị Thanh Thúy. Hết. Xin mời đội quen rồi thì sao? Dạ em có gặp cô C. Trần Thị Thanh Thúy à. Đáp án C là đáp án chính xác. Trời ơi, cảm ơn chị Thúy rất nhiều. Chị Thúy à? Dạ các ơi. Vận động viên Trần Thị Thanh Thúy là vận động viên bóng chuyền Việt Nam thi đấu cho nhiều đội bóng nước ngoài nhất trong lịch sử với 5 lần xuất ngoại. Và bây giờ thì mời các em mở một ô ký tự. Số 5 đi ạ. Số 5. Tiếp theo câu số 7. Mời các em xem hình. Hoa gì vậy? Sen. Sen. Đúng rồi. Sao mà lưỡng lự dữ vậy? Hoa sen nhìn cái thấy liền lập tức. Đâu gì đâu đánh đố đúng không? Câu hỏi như sau. Loại sen gì được dùng làm trà của Tây Hồ, Hà Nội? A. Sen Hoàng Yến. B. Sen Bách Diệp. C. Sen Cung Đình Hồng. Hết. Xin mời đội Trước Lạ Sao Quen. Em thì em nghĩ đáp án B. Vì sao? Em từng nghe qua thôi, tại vì em có một người anh cũng hay uống trà sen. Ừ. Em chọn Sen Bách Diệp. Dạ là đáp án chính xác. Hay quá. Hay quá. Trà sen của Tây Hồ là một trong những cái loại trà sen rất nổi tiếng. Bây giờ thì mời các em mở ra một ô ký tự. Em chọn ô số 7. Số 7. Tiếp theo, câu hỏi phụ số 8. Đội thi đến từ quốc gia nào đã giành chức vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2024? A. Pháp. B. Mỹ. C. Phần Lan. Hết. Lễ hội này mới vừa tổ chức vào tháng 6 vừa qua. Xin mời đội Trước Lạ Sao Quen. Thật sự thì câu hỏi này thì em cũng không rành lắm, nhưng mà thôi không ai trả lời thì em, tụi em sẽ trả lời. Trời ơi, em nhân ái ghê đó. Không ai trả lời thì em trả lời. Em chọn đáp án A. Pháp. 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 Dạ vâng. Đây là đáp án không chính xác. Pháp á là cựu vô địch hồi năm ngoái. Cơ hội dành cho các bạn. Quen rồi thì sao? Anh tin em không? Tin em. Các bạn chọn đáp án. Em chọn C, Phần Lan. C, Phần Lan.
và quốc gia giành chức vô địch tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2024, đó là Phần Lan. Hay quá vậy. Xin chúc mừng. Mời các em mở ô ký tự. Dạ, cho em mở ô cuối cùng ạ. Ô số 10. Câu hỏi phụ số 9. Địa điểm nào được tỉnh Lâm Đồng chính thức công nhận là điểm du lịch vào ngày 11 tháng 7 năm 2024? A. Ga đường sắt Đà Lạt. B. Nhà thờ Domaine de Marie Đà Lạt. C. Đồi cỏ hồng Măng Linh. Hết. Xin mời các em trước là sao quen. Dạ, đời của tụi em chọn đáp án là đồi cỏ hồng Măng Linh. Em từng đến đây bao giờ chưa? Em nhớ ở trên Đà Lạt, Lâm Đồng có một cái khu du lịch mà gần đây rất là nhiều bạn trẻ tới check in là đồi cỏ hồng. Anh cũng đã từng đến đây, anh đã từng có rất nhiều tấm hình sống ảo ở cái đồi cỏ hồng này. Trời, đúng lên rồi. Đẹp lắm. Và đây là đáp án. Không chính xác. Wow. Đội còn lại, dạ, quen rồi thì sao? Theo em nghĩ đó là đáp án A, ga đường sắt Đà Lạt. Đây là đáp án. Đừng nói. Anh chắc lưỡi. Chắc lưỡi. Chính xác. Đây. Wow. Chúc mừng. Và mời các em lật thêm một ô ký tự nữa nào. Gần cuối anh. Gần cuối số anh. Số 9. Dạ. Tiếp theo, câu hỏi phụ số 10. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manneker ở Mỹ, không nên ăn loại quả gì khi đói? A. Quả chuối. B. Quả kiwi. C. Quả táo. Hết. Mời, quen rồi thì sao? Dạ, cái này là cô B, quả kiwi ạ. Đúng rồi. Tại sao? Về cái việc khoa học của em, chuối thì em ăn rồi, em không có bị gì hết. Táo cũng nhẹ lắm, cái độ chua của nó, cái men chua của nó không có nhiều. Em nghĩ kiwi là một cái loại trái cây chua nhất. Chua chét à? Dạ, không nên ăn khi đói. Nghe em nói xong thấy thèm quá. Chua lắm anh. Chua lắm anh. Chua lắm. Trời, kiwi cũng có nhiều trái nó ngọt lắm em. Kiwi vàng nó ngọt hơn xanh nha. Vậy hả anh? Ừ. Nhưng mà em ăn cái kiwi xanh nó chua lắm. Chắc em ăn nhầm trái chưa chín. Chín rồi bác. Đáp án B là đáp án sai. Trời ơi. Trời ơi. Cơ hội trước là sao quen. Em chọn đáp án nào? C. Tại vì em là em có tập gym và khi em đói, em khi tập em đói em có ăn chuối mà không bị sao cả. Em chỉ còn đáp án C thôi anh. Em chọn đáp án C là đáp án không chính xác. Bất ngờ vậy. Bất ngờ chưa? Bất ngờ anh. Đúng không? Chuối hả? Theo chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manneker ở Mỹ á, cho biết mặc dù chuối rất là bổ dưỡng và cung cấp cái nguồn năng lượng nhanh chóng vào buổi sáng, nhưng hàm lượng đường cao có thể dẫn đến đường huyết tăng nhanh nếu ăn chuối khi bụng đói. Có nghĩa là nếu như các em ăn mà khi bụng đã tương đối no no lưng lửng rồi á thì không sao. Còn khi mà chúng ta đang đói, ăn chuối vào chưa chắc đã tốt, bởi vì cái hàm lượng đường trong chuối cao hơn hai cái loại quả còn lại nha. Và như vậy là với cái câu hỏi cuối cùng này thì cả hai đội đều không có được câu trả lời đúng nên không được mở ô ký tự. Như vậy là chúng ta đã đi qua 10 câu. Bây giờ thì anh sẽ cho các bạn thêm một gợi ý nữa nha. Gợi ý thứ ba này, sau khi các bạn xem xong anh nói từ hết, lúc đó các bạn mới nhấn chuông để mà trả lời. Xin mời các bạn xem nào. Hết. Một loại trang phục truyền thống, cũng là triều phục dành cho bậc hậu, phi, cung tần và công chúa thời Nguyễn, chính là cái bộ đồ mà các bạn đang xem đây. Cộng với những cái chữ cái mà các bạn đã có được thì các bạn có nhấn chuông để trả lời hay không? Nhấn lên. Giờ đại đi. Giờ đại đi. Mời, quen rồi thì sao? Áo Nhật Bình. Đúng không? Hả? À, khi có áo đó nghe hợp lý quá vậy? Hợp lý. Đáp án là gì? Áo Nhật Bình à. Áo Nhật Bình. Cái danh từ áo Nhật Bình này các em đã từng nghe, từng biết qua? Em đã từng nghe qua tại vì em có coi phim cái gì mà của anh Thành Lộc đóng nè. Rồi xong Phượng Khấu. Dạ, Phượng Khấu là cô Hồng Vân nè. Và có Ngọc Xuyên nữa nè. Nghe Xuyên nói là cái gì mà bình thì mình cứ áo Nhật Bình đi là đúng rồi, đúng không? Áo Nhật Bình, đó là đáp án mà các bạn đã lựa chọn. Chắc sai quá. Còn đối với các em thì sao?
trước lạ sau quen. Các em nghĩ ra đáp án nào? Em cũng nghĩ như vậy anh. Em nghĩ là chắc là đáp án bên đội kia chắc là đúng. Cuối cùng thì đội quen rồi thì sao? Cho đáp án áo Nhật Bình. Và với cái hình ảnh mà chúng ta đã xem á, không còn gì phải bàn cãi. Đó là đáp án chính xác. Quá giỏi luôn. Áo Nhật Bình. Như những gì anh đã chia sẻ từ trước, đó là một loại trang phục truyền thống và các trang phục này dành cho các bậc hậu phi cung tần ở vào thời Nguyễn. Áo Nhật Bình thì xẻ cổ, dạng đối khâm, cổ áo to bản. Dưới ức có dải vải buộc hai vạt áo, do khi mặc lên người, các hoa văn trước ngực tạo thành hình chữ Nhật nên áo được gọi là Nhật Bình. Và như vậy là với câu trả lời chính xác vừa rồi, đội quen rồi thì sao mang về cho mình được 5 triệu đồng. Các em thấy vòng thi này thế nào, khó không? Nói chung là em biết được nhiều thứ đó anh, trong cái vòng một nãy đó anh. Cũng không dễ đâu đúng không? Không dễ. Chúng ta phải vận dụng trí nhớ của mình nè, kiến thức của mình nè, bên cạnh đó còn sử dụng những phương pháp loại trừ để chúng ta có thể tìm được đáp án đúng. Và kể cả những câu mà các em chưa tìm được đáp án chính xác á, trả lời sai đi chăng nữa, thì anh nghĩ rằng đó sẽ là một trong những cái kiến thức cần thiết để bổ sung cho chúng ta. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua vòng thi đầu tiên. Tạm thời bây giờ thì đội quen rồi thì sao, các bạn đang có 5 triệu đồng, nhưng chúng ta vẫn còn vòng thi thứ hai. Đội trước là sau quen, các bạn cũng đừng vội mất tinh thần nha. Vẫn còn cơ hội cho các em. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 mang tên thách đấu. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng thi thứ hai, vòng thi mang tên thách đấu. Vòng 2 thách đấu có 2 lượt chơi, mỗi lượt chơi có 1 từ khóa. Từ khóa sẽ được mã hóa ký tự bằng số. Đội chơi cử 1 thành viên tham gia thử thách tìm ký tự, thành viên còn lại nhấn chuông giành quyền trả lời. Nếu sai, đội còn lại có thể đưa ra câu trả lời hoặc tiếp tục đi tìm ký tự. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 5 triệu đồng. Sau 2 vòng thi, đội chơi có số tiền thưởng cao hơn sẽ bước vào vòng 3. Và bây giờ mỗi một đội hãy chọn một thành viên lên đây cùng với anh. Đội em lên ạ. Ủa đã. Ai thua người đó ra nhúng. Mọi hai bắt. Mời Song Duy. Chúng ta thấy ở phía trước mặt mình có nguyên một cái dàn chong chóng không? Trời ơi, thì bữa nay đưa mình trở về tuổi thơ thương dễ sợ. Ở trong mỗi cái chong chóng đó, nó sẽ có một con số. Và những con số này nó sẽ tương ứng với những cái ký tự sẽ được hiển thị trên màn hình. Và các bạn sẽ thi bằng cách là nhúng cái con thú này lên trên đó, lấy một cái chong chóng, dở ra, đọc con số đó lên cho người bạn của mình. Bởi vì mỗi con số sẽ là một ký tự. Các em mà mang được nhiều cái chong chóng đó về đây thì đồng đội của các em sẽ càng có cơ hội giành chiến thắng nha. Mời em vào vị trí. Lên thôi. Trời ơi, bây giờ dò dài quá rồi, bây giờ chơi sao được cái môn này nữa. Từ khóa đầu tiên của chúng ta sẽ gồm có 9 ký tự. Và gợi ý đầu tiên nè, đây là một loại thức uống. Bắt đầu. Hay quá anh Đa ơi. Hay quá. Vũ Đa ơi. Số 1. Ê, 14. Không, cầm đưa, cầm về luôn anh. Lấy luôn. Đi về. Rồi. Song Duy số mấy vậy? Số 12. Song Duy số 12. 16. Số 8. 16. Số 8. Cố lên ơi, cố lên. Không nghe được. Số 8. Số 8. 8. Số 8. Vũ Đa số 16. Số 5. Đang về đánh về đi. Vũ Đa số 5. Số 3. Số 3. 3. Cố lên, cố lên. Số 7. Ok. Số 7. Dân. Dần. Số 10. Dần. Trời ơi. Dần. Quay lại lấy hình cho đẹp coi. Ôi trời ơi. Sao rồi em? Em hơi mệt quá. Trời ơi, mới nhảy có mấy vòng mà mệt gì? Em tập gym, em xì quát. Em để tạ, em không mệt bằng trò chơi này luôn á. Thấy em tập gym cả ngày. Cứ post Facebook miết. Đúng không? Nhưng mà mệt quá. Mệt hả? Cái này sổ là... đùi. Sổ đùi mệt lắm, đau lắm. Đau lắm hả? Em nghĩ là ngày mai là không bước lên cầu thang được không? Giãn cơ luôn anh. Còn em sao, em có tập đùi không? Dạ có. Có tập đùi mà mới nhảy có mấy vòng mà giãn cơ gì? Nhưng mà kiểu nó không có bám vô anh. Nó dương đúng không? Đúng rồi. Anh nói cái hình thể của mình bây giờ nó không phải giống như ngày xưa. Hồi xưa mình nhí nhí, mình cưỡi lên mấy cái con này mình nhúng nó gọn lắm. Giờ nó bề bộn, nó tràn bên này, nó tràn bên kia. Cho em ngừng lại để em lấy hơi, em thở. Đúng rồi. Để mà thi tiếp. Vâng. Rồi, trong khi các em dừng nè. Chưa.
Anh sẽ cho thêm một gợi ý. À, yeah. Đó. Gợi ý thứ hai. Loại thức uống này có hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Tiếp tục. Số 7. Dạ số 10. Tâm gì trời số 10. Ơi 13. Trời ơi, có lần rồi. Số 4. Số 4. Xong gì số 4. 11. Trời đất. Đổ lên anh. Số 2. Số 2. Ôi, còn 2 số này. 15. Số gì mà 15. Trời ơi. Số 6. Một số này. Số 9. Số 9. Ai biết nhấn chuông. Số 1. Đứng lên Buddha. Dạ. Mới tập thể dục xong đừng ngồi, đúng không? Thiệt, tôi không tin là hai ông này có tập gym mỗi ngày đó. Không phải. Không có cái môn tập gym nào mà ngồi nằm sát dưới đây. Thiệt anh ơi. Em tập dạ. Cardio đó em. Có cardio nhưng mà mấy ông PT tập cardio bắt nhảy vậy đó. Sao? Có đội nào có đáp án chưa? Anh thấy cái từ khóa này chỉ có 9 ký tự thôi, cũng đâu quá khó đâu ta. Chúng tôi được cái từ quết. Vậy thì bây giờ anh sẽ đọc thêm một gợi ý nữa nha. Dạ. Hương thơm của loại thức uống này giúp con người cải thiện tâm trạng và giảm cảm giác mệt mỏi hết. Rồi bây giờ vậy, anh sẽ cho hai em về hỗ trợ đồng đội của mình nha. Nhưng mà rồi sau đó thì coi bên nào bấm chuông nhanh thì bên đó sẽ trả lời trước. Từ từ đứng cho nó công bằng. Hai xong bạn em đây. À. Dạ công bằng là vậy đó anh Nghĩa. Đây, yeah. Đây đi, nắm tay về đi. Nhanh nào, nhanh nào. Hãy nhớ những gì anh đã gợi ý. Rồi cuối cùng thì trước lạ sao quen. À, theo cái những dữ liệu mà em thu thập được, đáp án này là cà phê nóng. Cà phê nóng là đáp án. Chính xác. Wow, giỏi quá. Em ơi, cái loại thức uống anh nói quen thuộc với Việt Nam mình nè ha, là một cái loại mà làm cho mình giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, giảm đi cảm giác mệt mỏi. Cái chữ nóng là cái từ mà các bạn không tìm ra được đúng không? Dạ. Nhưng mà thật ra anh thấy thì bây giờ uống cà phê hoặc là cà phê đá, đầu hoặc tiên là cà phê sữa, hoặc là cà phê nóng thì chữ đá và chữ sữa nó chỉ có 2 hoặc là 3 ký tự thôi. Thì 4 ký tự còn lại đương nhiên nó trái với cà phê đá là gì? Cà phê nóng. Hoặc là bây giờ nếu cà phê đen nó cũng không đúng nữa, nó thiếu. Đó, thì đây là những cái vòng thi mà chúng ta cần phải có cái sự suy luận. Biết rằng là chúng ta đang thiếu những ký tự khác nhau, nhưng mình hãy suy luận và mình phán đoán để tìm ra đáp án. Thì cuối cùng, hai chàng trai của trước là sao quen đã có được đáp án chính xác, mang về cho đội mình 5 triệu đồng. Wow. Trong đầu của em là chữ cà phê rồi, tự nhiên xuống đây bắt ghi chữ trà. Cái chữ trà có đâu, tự nhiên cái ghi vô xong có bao nhiêu giây đâu, em bị loạn luôn. Ừ. Ghi rồi, chữ trà. Bây giờ rút kinh nghiệm nào, mời Bách và Minzy lên đây. Dạ ok, để dạ, em. Các em thân mến, như vậy là đến giờ phút này thì hai đội đã có số điểm thưởng là bằng nhau. Mỗi đội đều có 5 triệu và đây sẽ là cái phần thi đấu quyết định. Đội nào mà chiến thắng ở phần thi này thì chắc chắn các bạn sẽ có mặt ở vòng trong. Vào vị trí nào? Lo quá Minzy ơi. Chân em dài như thế này quá rồi. Rồi giờ làm sao không biết nữa. Tôi chân sắp lên tới mặt em luôn. Cái đầu gối giờ lên tới cầm luôn rồi kìa. Kẹp cái đầu vô. Chuẩn bị. Đây là một từ khóa gồm có 16 ký tự. Gợi ý đầu tiên. Một tác phẩm điện ảnh dự kiến ra rạp vào dịp Tết 2025. Tức là bây giờ bộ phim nó chưa chiếu. Dạ vâng. Nhưng chúng ta đã có những thông tin về bộ phim đó nếu chúng ta có quan tâm nha. Bắt đầu. Số 3. Số 5. Số 5. Số 3. Minzy là số 3, Bách là số 5. Số 11. Bách số 11. Số 10. Minzy số 10. Cố lên Bách ơi. 16. Bách 16. Số 8. Minzy 8. Bách nhanh lên Bách ơi, cố lên, nhanh lên. Số 9. Chín. Bách số 9. Số 14. 14. Số 15. 15. Số 1. Số 1. Số 2. Số 2. Dúng vô con thú cho nó đỡ mệt. Dần.
Số 12. Vừa rồi anh thấy em vừa nhảy, em vừa nhúng mà em lè lưỡi. Là mệt lè lưỡi đúng không? Thì không, là tại điểm nhấn. Trời ơi, tại điểm nhấn mà không quay mặt vô trong á, có mình tôi thấy nha. Tại điểm nhấn lè lưỡi. Mệt chưa? Mệt. Rồi, còn Minzy sao em? Cái đôi chân dài của em nó có phải là lợi thế trong cái phần thi này không? Không, em thấy trong cái trường hợp này là chân dài là không lợi thế nha. Cái này còn hơn em tập cardio ở nhà nữa. Đó, bây giờ anh cho thêm một gợi ý nữa nè. Hai bạn bên dưới chú ý lắng nghe. Bộ phim do Trấn Thành làm đạo diễn. Tiếp tục. 12. Minzy 12. 7. Số 4. Bách số 7. Số 7 à? Minzy số 4. Ai biết nhấn chuông. Số 6. Số 6. Bách số 6. 13. Minzy 13. Hết số. Mời các em đứng lên. Chân cẳng sao rồi, ổn không em? Ủa cái đùi em đâu rồi? À đây. Ủa cái đùi em đâu rồi hả? Còn em thì sao? Em nghĩ là sau cái chương trình này cho em về em phải dán thuốc quá. Bỏ thuốc. Anh nghĩ là bó nẹp luôn á. Bây giờ thì mình chờ xem có hai người bạn của mình có được đáp án không nha. Có đáp án không nào? Dạ chưa. Chưa ra. Nếu không có đáp án anh sẽ đọc gợi ý thứ ba. Tên của bộ phim có sử dụng cụm từ được biết đến như một từ lóng do các Gen Z sáng tạo ra, chỉ những người vô dụng phá giỏi hơn làm. Rồi, bây giờ thì anh có thể cho hai bạn về để hỗ trợ cho đồng đội của mình giống như nãy nha. Đi nè. Come on, come on. Bắt về. Mỗi đội đang có 8 ký tự, cơ hội thắng chia đều cho cả hai. Một tác phẩm điện ảnh thì mình còn gọi nó là gì? À, em có kết quả một bộ phim. Ấm chuông. Xin mời đội quen rồi thì sao? Dạ, hồi nãy em lộng cộng quá. Nhưng mà em nghĩ đó, những cái câu từ là bộ phim nè. Bộ phim, bộ tứ, báo thủ. Trời ơi, từ lúc nãy giờ em ghép tới, em ghép lui. Em quá mệt mỏi luôn. Đội trước là sao quen? Các bạn nghĩ gì? Em cũng đoán là bộ phim, bộ tứ, báo thủ. Đáp án, bộ phim, bộ tứ, báo thủ. Đội quen rồi thì sao vừa mới đưa ra là đáp án. Đúng không ạ? À? Nếu không đúng thì đây sẽ là cơ hội lớn cho các em. Trời ơi, hết hồn. Chắc đúng rồi anh ơi. Đúng rồi anh ơi. Đây là đáp án chính xác. Trời ơi. Bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ sẽ là bộ phim chiếu Tết 2025 do Trấn Thành đạo diễn. Như vậy là với từ khóa vừa rồi, đội quen rồi thì sao, các bạn mang về cho mình thêm 5 triệu đồng. Yeah. Trời ơi. Như vậy là chúng ta kết thúc vòng thi thứ hai với rất nhiều sự căng thẳng và hồi hộp. Ở vòng thi này thì cả hai đội chơi, mỗi đội đều xuất sắc và các bạn đều mang về cho mình được 5 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Và tổng kết sau hai vòng thi, đội trước lạ sau quen được 5 triệu đồng và đội quen rồi thì sao được 10 triệu đồng. Và như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với hai chàng trai của đội trước lạ sau quen. Hai em bây giờ thì đã quen với nhau chưa? Quen. Dạ, tụi em cũng đã quen với nhau rồi anh. Rất quen rồi ha. Đồng đội em cũng giỏi nữa anh, nên em cũng rất quý. Và có khi chúng ta cũng sẽ trở thành những người đồng nghiệp thân thiết ở bên ngoài sau chương trình nữa kia. Dạ. Đến với chương trình ngày hôm nay, Song Duy cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là vui khi được gặp mọi người, nhất là anh Đại Nghĩa. Lâu rồi anh em mới gặp nhau. Và em rất cảm ơn chương trình đã cho em có mặt ở đây, đã tham gia với mọi người. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Và Minzy, sau cái chương trình này em đã học được rất là nhiều kiến thức. Và em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em tới đây để tham gia học hỏi được những điều mới. Cảm ơn hai em đã đến với Umbala Ra Chữ Gì ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3 của Umbala Ra Chữ Gì. Chào đón quý vị và các bạn đã đến với vòng thi thứ 3, vòng thi mang tên Umbala. Vòng 3 Umbala. Vòng 3 sẽ có 90 giây cho 5 câu hỏi, gồm 4 câu hỏi phụ và 1 câu hỏi chính. Câu hỏi phụ sẽ là gợi ý cho câu hỏi chính sau khẩu hiệu hết từ MC. Hết. Đồng hồ sẽ tính thời gian, nếu không có đáp án, đội chơi sẽ nói qua. Bỏ qua câu hỏi phụ sẽ không được quay lại. Trả lời đúng câu hỏi phụ sẽ được 5 triệu đồng.
Trả lời đúng câu hỏi chính sẽ được 15 triệu đồng, tổng giải thưởng 35 triệu đồng. Mọi người sẵn sàng chưa? Đã sẵn rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1 với từ khóa gồm 14 ký tự. Tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam. Hết. Chưa nha, có chữ Y chưa đâu. Y. Nguyễn nè, chưa nha, có chữ Nguyễn rồi đó. Nguyễn Thị. Nguyễn Thị. Thời gian đang trôi nha. Nguyễn Tuyết. Biết thì dừng để đoán. Nguyễn gì? Nguyễn Thị. Dừng không? Dừng không? Nguyễn Thu. Dừng. Nguyễn. Em nghĩ là Nguyễn Thùy Linh đúng không? Nguyễn Thùy Thùy ta. Thùy Thùy Linh đi. Thùy đi. Thùy Nguyễn Thùy Linh. Dạ. Tự nhiên tên của ta mà giờ đòi Thúy hay Thùy, thôi Thùy đẹp hơn. Thùy với Thùy miệng dạ. Thùy đồng miệng hơn. Nguyễn Thùy Linh. Đây là đáp án chính xác. Trời ơi. Một phút. Hên quá. Nhưng các bạn ơi, các bạn đã mất tới 24 giây cho câu đầu tiên. Hãy chú ý tới thời gian nha. Dạ. Câu số 2 với từ khóa gồm có 12 ký tự. Gợi ý: phong cách vũ đạo phát triển từ những năm 1970 tại New York, Mỹ. Hết. Phong cách vũ đạo phát triển từ những năm 1970 tại New York, Mỹ. Phong cách vũ đạo. Nếu không biết thì nói cho qua. Nhảy gì đường phố ta? Dân. Nhảy đường phố. Quyết định luôn anh. Ờ, quyết định nhảy đường dạ phố đi. Nhảy đường phố à. Nhảy đường phố. Đó là đáp án chính xác. Trời ơi. Như vậy là chúng ta còn 52 giây để trả lời tiếp 3 câu. Ok. Câu số 3. Từ khóa gồm có 15 ký tự. Gợi ý: nơi lưu trú của các đoàn thể thao khi đến tham gia tranh tài tại một giải đấu. Hết. Nơi lưu trú của các đoàn thể thao là nơi ở đó. Dạ. Dạ, của em là làng vận động viên. Phải không? Dạ phải. Phải. Làng vận động viên là đáp án chính xác. Yeah. Yes. Hay quá ta. Hay. Được 3 câu rồi ha. Dạ. Thời gian còn lại 43 giây. Câu số 4, từ khóa có 10 ký tự. Công trình này là món quà thiêng liêng mà kỹ sư tài năng người Pháp tưởng niệm người bạn đời quá cố. Hết. Cái gì vậy em? Em nghĩ không cái gì? Chưa chữ công lên. Trình này là món quà thiêng liêng mà kỹ sư tài năng người Pháp tưởng niệm người bạn đời quá cố. Chú ý thời gian nha. Gì kìa? À, dạ dừng. Dừng. Em biết hả? Em biết dừng. Dừng. Em biết hả? Tháp Eiffel à? Vừa tiếng gì vừa tiếng Anh đó. Dạ, Tháp Eiffel à? Tháp Eiffel. Đó là đáp án chính xác. Ôi trời ơi. Ôi đúng hả anh? Trời ơi. Trời ơi. Quá giỏi. Thời gian của chúng ta còn lại 29 giây. Thì đây là khoảng thời gian không quá dài. Nó cũng vừa đủ. Vừa đủ cho em có thể liên lạc tất cả những cái dữ kiện mà nãy giờ em trả lời được á. Yeah. Để tìm ra được đáp án cho câu số 5. Mình nhớ lại nè. Câu số 1 hồi nãy mình nói đó là vận động viên gì? Nguyễn Thùy Linh. Câu số 2 đó là nhảy đường phố. Câu số 3 là làng vận động viên. Câu số 4, Tháp Eiffel. Em thấy có gì liên quan nhau không? Có Tháp Eiffel nè. Có thể dục thể thao nè. Có liên quan thể tới dục thể thao công trình nổi tiếng ở một đất nước. Chắc chắn là cái từ khóa số 5 nó sẽ liên quan gì đó đến với những cái dữ kiện mà chúng ta vừa mới tìm thấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5 với từ khóa gồm có 21 ký tự. Một sự kiện thể thao đa môn quốc tế diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8 năm 2024 tại Paris, Pháp. Hết. À, dạ em dừng. Cái gì vậy em? Không có dừng, thời gian vẫn cứ trôi. Ôi chết mồm. Thời gì thì cứ kệ em nói cho anh nghe coi cái gì. Nói lớn lên. Nói lớn đâu có ai nghe đâu. Cái gì? Nhanh lên. Olympic Paris 2024 à. Tiếp. Ủa không phải đâu hả? Coi kìa những từ đầu tiên kìa. Cái gì? Ủa? Dừng. Không có dừng. Thế vận hội Olympic Paris 2024. Hết giờ. Thế vận hội gì năm 2024 kìa. Ồ năm hả? Olympic năm 2024. Tiếc quá. Bây giờ thời gian đã hết rồi. Dạ. Nhưng mà chúng ta hãy đoán thử đi.
xem thử coi mình có đoán ra hay không nha. Em đoán đúng là thế nè, vận nè, hội nè, mùa thu. Ủa, mùa hè hả? Mùa hè. Mùa hè năm 2024. Mùa hè. Đó là gì? Mùa thế hè. Vận hội mùa hè năm 2024. Đó mới là đáp án chính xác. Thế sao em nghĩ là Olympic? Thế vận hội mùa hè năm 2024. Trời ơi. Ôi. Rất là tiếc. Chỉ còn một vài giây nữa thôi thì anh tin chắc rằng các bạn sẽ đoán ra được cái đáp án này. Và bây giờ mình xem lại coi bốn đáp án trước nó có liên quan gì tới cái này không? Quá sức liên quan rồi còn gì, đúng không? Nguyễn Thùy Linh là ai? Là một vận động viên cầu lông, là một trong những đại diện của Việt Nam chúng ta tham gia vào Thế vận hội mùa hè này. Nhảy đường phố, đây là lần đầu tiên trong lịch sử vũ điệu đường phố được công nhận là một môn thể thao chính thức của Thế vận hội. Làng vận động viên thì các bạn đã biết rồi. Ở một cái Thế vận hội như thế này thì chắc chắn vận động viên các nước đổ về cần phải có riêng một cái khu vực để cho họ ở đó nghỉ ngơi sau những giờ phút thi đấu. Cuối cùng, tháp Eiffel, huy chương Olympic Paris được làm từ các mảnh tháp Eiffel. Đó là những cái mảnh mà người ta khi gia cố đó, người ta thi công gia cố, người ta lấy ra thay những cái miếng mới vào, thì những cái miếng cũ đó người ta chế tác ra thành những cái tấm huy chương. Và như vậy, Thế vận hội mùa hè năm 2024 tại Paris diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 với sự tham dự của 10.700 vận động viên đại diện cho 206 đoàn tranh tài ở 32 môn thi đấu với 329 nội dung. Tiếc là các bạn đã không trả lời được cái đáp án cuối cùng này. Và số tiền thưởng mà các bạn nhận được ở vòng thi thứ 3 là 20 triệu đồng. Như vậy là tổng số tiền thưởng sau 3 vòng thi các bạn nhận được sẽ là 30 triệu đồng. Cảm giác của Bách thế nào sau khi kết thúc chương trình ngày hôm nay? Dạ, thật sự là em rất là hồi hộp qua từng vòng thi, nhưng mà cũng đem lại cho em rất là nhiều kiến thức. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều cái em cũng phải xem xét lại về cái vấn đề kiến thức của mình. Còn với Bú Đa, sau cái chương trình này em học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm hơn, những cái vốn sống trong cái cuộc sống của em thì em cảm ơn chương trình Đấm Ma La rất là nhiều. Cảm ơn hai em đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay nhé. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Ma La ra chữ gì cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện vẫn sẽ tiếp tục phát sóng hàng tuần vào lúc 12 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Đài Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, em chào Thanh Đại Nghĩa cũng như là chào tất cả khán giả của Ba La ra chữ gì. Em là Hồ Gia Hùng, ca sĩ. Còn em là Lý Tuấn Kiệt, thành viên cũ của HKT chung nhóm với Hồ Gia Hùng. Em chào Đại Nghĩa, chào hai bạn chơi bên đó, chào tất cả mọi người. Em tên là Trấn Hào. Cảm ơn em. Còn em gái? Em chào anh Đại Nghĩa cùng quý khán giả của Ba La ra chữ gì. Em là Võ Lê My.